lại một số những cái kiến thức chúng ta cần nhớ được trong cái buổi học hôm trước. Hôm trước thứ nhất là khi nói về công nghệ thì chúng ta lưu ý là chuyển động chúng ta đang được tìm hiểu trên sơ đồ ở đây là chuyển động bàn máy bào giường, mà trên bàn máy này có gá chi tiết cần gia công. Chuyển động bàn máy bào giường này là chuyển động tịnh tiến qua lại của bàn máy trên bệ máy. Chuyển động này có cái yêu cầu trang bị điện, đó là làm việc theo hành trình đã định sẵn, làm việc mang tính chất chu kỳ để làm sao cho đạt được cái đồ thị vận tốc tối ưu mong muốn trong bàn máy bào giường. Một trong các dạng đồ thị vận tốc tối ưu đã được giới thiệu với các em như slide đang trình chiếu số 13. Trong đó thì chúng ta có lưu ý một số những cái nét chính của chuyển động này. Thì đây là một chu kỳ làm việc của bàn máy bào giường, trong đó ta có hai hành trình. Hành trình thuận là hành trình cắt gọt, hành trình ngược là hành trình chạy không tải, lùi bàn về vị trí ban đầu. Trong đó với yêu cầu đó là đầu tiên khi mà khởi động trong hành trình cắt gọt thì đầu tiên phải khởi động lên tốc độ thấp, khởi động không tải, khởi động không tải lên tốc độ thấp. Tốc độ này khoảng từ 10 đến 15 mét trên phút. Sau đó sẽ để vào dao ở tốc độ thấp, tránh gãy dao, mẻ dao. Sau đó nữa thì sẽ tăng tốc để cắt gọt được. Thì và để đạt được cái năng suất thì ta phải tăng tốc lên tốc độ cao. Ta gọi nó là V cắt gọt hay V thuận. Và sau đó sẽ tiến hành cắt gọt chi tiết. Đến cuối hành trình của bàn máy hay chính là của chi tiết thì chúng ta sẽ cần phải giảm tốc xuống tốc độ thấp để vừa ra dao vừa là để phục vụ mục đích là giảm tốc xuống tốc độ thấp để chuẩn bị đảo chiều. Khi đảo chiều sang hành trình ngược thì chạy lùi, đây chính là hành trình là chạy lùi bàn, chạy không tả, lùi bàn về vị trí ban đầu. Chính vì vậy cho nên là tốc độ lùi bàn làm sao còn nhanh để rút ngắn quá trình quá độ tăng năng suất. Và tốc độ trong hành trình ngược thường ta có thể chọn bằng từ 1 đến 3 lần tốc độ trong hành trình thuận. Sau khi lùi bàn, đến cuối hành trình chạy lùi bàn thì chúng ta lại cần phải giảm tốc xuống tốc độ thấp để chuẩn bị cho cái quá trình đảo chiều theo chiều ngược lại. Thì đó là một chu trình làm việc của bàn máy bào giường. Và khi phân tích đến một cái chu trình làm việc của bàn máy bào giường này thì cô cũng đã có mấy cái lưu ý với các em. Lưu ý thứ nhất đó là toàn bộ cái việc đạt được cái đồ thị này, làm việc theo chu kỳ này là tự động. Và nguyên tắc khống chế tự động ở đây luôn được áp dụng, đó là khống chế tự động theo nguyên tắc hành trình. Nghĩa là tại ở các vị trí tương ứng trên hành trình làm việc của bàn thì chúng ta sẽ đặt các cái công tắc hành trình hay các cảm biến hành trình để thực hiện các cái luật điều khiển theo như mong muốn. Cụ thể ở đây là tự động đảo chiều, tự động điều chỉnh tốc độ để đạt được đồ thị vận tốc tối ưu. Đấy là cái đầu tiên. Sau đó nữa thì cũng từ cái công nghệ đó thì ta có lưu ý đến cái thứ hai, đó là hành trình mà mang tải, đó là hành trình thuận. Vậy thì thường phần lớn các cái yêu cầu đặt ra ở đây ta xét và tính toán cho cái hành trình này. Và các cái yêu cầu công nghệ cụ thể và chi tiết nữa chúng ta xét đến, đó chính là các cái yêu cầu công nghệ mà ta đã nói đến trong các cái máy gia công cắt gọt kim loại nói chung, tương ứng với 6 yêu cầu mà vẫn được nói đến. Đó là gì? Đó là tính chất tải, thì đây là tải phản kháng trong hành trình cắt gọt, yêu cầu MC hay chính là FC bằng hàng số. Thứ hai đó là đảo chiều liên tục, mang tính chất chu kỳ. Đấy, có hai ý là vừa liên tục vừa lại mang tính chất chu kỳ. Thứ ba đó là về các chỉ tiêu chất lượng tĩnh thì giải điều chỉnh bằng khoảng từ 12,5 đến 30/1, điều chỉnh trơn, xa lệch tĩnh nhỏ hơn hoặc bằng 10%. Khởi động hãm phải êm, tránh va đập trong bộ chuyển. Có cái vấn đề đó là thường xuyên xảy ra quá tải tĩnh do đây là gia công thô, kích thước chi tiết lớn, chiều gia công thô, lượng chiều sâu cắt ban đầu là lớn. Thứ hai nữa là nó cũng thường xuyên xảy ra quá tải động. Vì sao? Bởi vì là quá trình quá độ là thường xuyên xảy ra, cứ tăng tốc, giảm tốc rồi đảo chiều, quá trình quá độ thường xuyên xảy ra. Tiếp nữa đó là công suất chuyển động của cái động cơ này, do là chuyển động với cái chi tiết có kích thước lớn, vì vậy cho nên là động cơ cũng công suất lớn, vì vậy cho nên là sẽ thường xuyên xảy ra quá tải động, nên bắt buộc phải thiết kế khâu tự động hạn chế cả phụ tải tĩnh và động với hệ thống chuyển động này. Và yêu cầu trang bị điện cuối cùng liên quan đến việc là dừng chính xác, liên quan đến bài toán đó là
cần đảm bảo an toàn, do bàn máy thì được di chuyển theo hành trình định sẵn, mà bàn máy thì lại được di chuyển trên bệ máy, quá trình đảo chiều thì lại thường xuyên. Nếu không dừng được chính xác thì có thể bàn máy sẽ văng ra khỏi bệ máy và gây nguy hiểm. Nên đây cũng là một trong các yêu cầu được đặt ra với hệ thống này. Thì các em nhớ là phải gắn với các yêu cầu công nghệ này. Khi phân tích sơ đồ thì chúng ta mới biết được rằng là cái gì trong sơ đồ này nhằm đáp ứng yêu cầu gì. Thế sau đó thì các em đã đang đi ở việc là phân tích cái sơ đồ hệ thống chuyển động bàn máy bào giường, hay chuyển động chính là chuyển động chính trên máy bào giường dùng hệ FD. Khi phân tích sơ đồ này thì cô có mấy cái lưu ý như sau. Máy bào giường này là máy bào giường 7210, tức là máy bào giường này là một máy bào giường hai trụ, có cái chiều ngang của cái bàn máy là lớn nên cần phải sử dụng hai trụ. Máy bào giường 7210 này có công suất là 70 kW và tốc độ trong hành trình chạy ngược là bằng 2 lần tốc độ trong hành trình chạy thuận, vì là tốc độ thực ra tính công suất trên tải để quy về thì nó chỉ là 35 kW thôi, nhưng ta muốn chọn công suất, ta muốn chọn tốc độ trong hành trình ngược lớn hơn tốc độ trong hành trình thuận cụ thể gấp 2 lần. Mà phương pháp điều chỉnh tốc độ thì ta chỉ chọn một thôi, đó là điều chỉnh điện áp mạch phản ứng để phù hợp với tải trong hành trình cắt gọt là FC hay MC bằng hằng số. Vì vậy cho nên là người ta sẽ đã phải chọn tính chọn công suất động cơ gấp 2 lần công suất tính toán. Và công suất động cơ này được chọn là 70 kW. Tiếp theo nữa thì khi phân tích về hệ thống chuyển động này thì cô cũng đã nói đó là chúng ta phải nhớ về được đó là cái cấu trúc chung của một hệ thống, cụ thể ở đây là một hệ chuyển động. Thì với cấu trúc chung của một hệ thống cần điều khiển đó là ta có tải hay chính là máy sản xuất. Thì máy sản xuất hay tải ở đây chính là cái bàn máy bào giường cần chuyển động tịnh tiến. Cơ cấu chấp hành ở đây để kéo cái tải đó, đó là động cơ chuyển động. Và D chính là động cơ chuyển động hay cơ cấu chấp hành trong hệ thống này để kéo cái tải. Bộ biến đổi trong hệ thống này để cấp nguồn phù hợp cho động cơ đó là máy phát ép. Máy phát ép này sẽ tạo ra được điện áp một chiều cấp nguồn cho phần ứng, cấp nguồn cho phần ứng động cơ để điều chỉnh tốc độ của động cơ. Ta cũng xét đến, các em cũng đã xét, ta biết được rằng đó là ta cũng xét đến các cái máy điện khác, đó là DK, đó là FK, đó là MDKD. Vậy chỗ này để tiếp nối bài hôm nay thì cho câu hỏi mấy ý như sau. Cho câu hỏi ý thứ nhất đó là hệ thống này điều chỉnh thông số nào của động cơ để điều chỉnh tốc độ nhỉ? Tôn nói cô nghe. Theo cô là hệ thống này điều chỉnh điện áp mạch phản ứng để điều chỉnh tốc độ động cơ. Đúng rồi. Vì sao hệ trọng phương pháp điều chỉnh này? Thưa em, theo cô là bởi vì do tải là tải MC bằng hằng số nên là phương pháp phù hợp. Nhất trí, cô nhất trí. Câu hỏi thứ hai đó là ở hệ thống này thì ta dùng một cái máy điện một chiều, là một cái máy cụ thể là máy phát ép để cấp nguồn một chiều cho phản ứng động cơ, để điều chỉnh tốc độ động cơ đảo chiều nữa. Vậy câu hỏi là theo như ta biết ý, thì có mấy phương pháp để có thể thay đổi được điện áp phát ra của máy phát, và trong hệ thống này người ta sử dụng phương pháp nào? Có mấy phương pháp để thay đổi điện áp phát ra của máy phát, và hệ thống này sử dụng phương pháp nào? Tuyến nói cô nghe. Em thưa cô là có hai phương pháp thay đổi điện áp của máy phát. Một là thay đổi từ thông. Rồi. Thứ hai là thay đổi tốc độ. Rồi, nhất trí. Ở trong hệ thống này người ta chọn phương pháp nào? Trong hệ thống này người ta sử dụng phương pháp thay đổi từ thông. Câu hỏi là tại sao lại chọn phương pháp này để thay đổi điện áp phát ra ở máy phát mà không phải phương pháp kia? Em thưa cô là bởi vì việc thay đổi từ thông dễ dàng hơn việc thay đổi tốc độ. Nếu mà nói rõ hơn, nếu mà muốn thay đổi tốc độ thì để điện áp ra thì ta cần phải ổn định cái điện tốc độ của kia. Rồi. Có bạn nào bổ sung
cô không nói tiếng nói sai, nhưng có bọn nào bổ sung để làm rõ hơn thì ý là tại sao tôi lại sử dụng chọn phương pháp điều chỉnh từ thông của máy phát để điều chỉnh điện áp phát ra máy phát mà không điều chỉnh tốc độ không? Vậy cái việc điều chỉnh tốc độ để điều chỉnh điện áp phát ra của máy phát sẽ được áp dụng khi nào? Sẽ được áp dụng khi nào? Việc điều chỉnh điện áp phát ra của máy phát bằng việc điều chỉnh tốc độ kéo máy phát quay sẽ được áp dụng khi nào? Có phản hồi âm tốc độ. À rồi, trong hệ thống đấy phản hồi. Thì cô nói lại chỗ này một lần nữa nhá, các em rõ này. Ta biết có hai phương pháp để điều chỉnh tốc độ của máy điện áp phát ra của máy phát. Lý do tại sao ta biết là ta dựa vào biểu thức sức điện động đầu ra của máy điện hay chính là máy phát sẽ bằng E bằng K phi omega. Dựa vào biểu thức ta có thể thay đổi và đảo số omega để thay đổi và đảo chiều quay của tốc độ hoặc là phi đều được. Thế thì trong hai phương pháp đó thì chúng ta biết là nếu với phương pháp điều chỉnh tốc độ để điều chỉnh máy phát này, để điều chỉnh này, thì nghĩa là chúng ta biết được rằng là ở đây tất cả các phần tử này ở đây này, đây này, những phần tử mà chúng ta vẽ nét đậm ấy, thì đều là liên quan đến cái mạch, đó là mạch động lực. Mạch động lực theo định nghĩa chúng ta biết đó là mạch truyền tải và biến đổi năng lượng. Và theo tính chất từ xưa đến nay chúng ta vẫn nói đó là theo mạch biến đổi và truyền tải năng lượng thì cái nguồn cấp của cho nó bao giờ cũng phải lớn hơn cái nguồn mà đằng sau chúng ta cần. Cụ thể này, bắt đầu xuất phát từ tải. Thì các em phải tính ra công suất tải. Thế xong rồi, động cơ mà truyền động cho tải đó phải có công suất lớn hơn hoặc bằng công suất của tải. Xong tiếp theo nữa, cái bộ biến đổi mà cấp nguồn cho cái động cơ đó phải có công suất lớn hơn cái động cơ đó. Cụ thể ở đây, cái máy phát đó phải lớn hơn cái nguồn cấp cho động cơ đó. Và nếu như vậy thì chúng ta biết đó là nếu như bây giờ các em lại tiếp tục, chúng ta lại có đó là công suất, nói về mặt công suất thì công suất của động cơ này lại phải lớn hơn cái công suất để tương ứng với việc cấp cho cái máy phát này. Và thêm nữa đó là việc ta vấn đề là để chuyển động cho cái này, ta liên quan đến vấn đề là chỉ tiêu chất lượng đặt ra là đặt lên cái động cơ này. Nhưng nếu bây giờ như vậy thì toàn bộ cái chỉ tiêu chất lượng đó, ví dụ như đảo chiều hay không, điều chỉnh thế nào, chất lượng điều chỉnh thế nào, lại quy về điều khiển cái tốc độ cho động cơ DK này. Tất cả các chỉ tiêu nó sẽ lại được quy về đây. Vậy thì nghĩa là ta đang làm một cái việc đó là phải chọn một cái lớn hơn để điều khiển, và trong khi đó toàn bộ cái đường này này nó lại chỉ gây thêm tổn hao tổn thất cho cái hệ thống đó thôi. Nên không bao giờ người ta chọn cái phương pháp này để điều khiển cái hệ thống của chúng ta, mà phương pháp chúng ta luôn chọn từ trước đến nay, dù rằng dùng bộ biến đổi gì hay cách điều khiển gì chăng nữa thì cũng luôn là mong muốn điều khiển bên mạch có công suất nhỏ để điều khiển bên mạch có công suất lớn. Cụ thể, ví dụ với hệ chuyển động tiser động cơ, đó là ta điều khiển cái góc mở của van thôi để thay đổi, tức là mạch điều khiển của chúng ta ấy, là bên mạch có công suất nhỏ, nhưng điều khiển cái gì? Chỉ là điều khiển góc mở của van để thay đổi điện áp phát ra của van để cấp điện bên mạch động lực. Đấy. Thế còn với hệ thống này thì đâu là mạch công suất nhỏ để điều khiển mạch công suất lớn? Thì công suất nhỏ ở đây chính là bên cái mạch khống chế của máy điện khuếch đại từ trường ngang này, này. Đấy. Mà hôm trước cô đã nói với các em đó là người ta sẽ điều khiển bên mạch kích từ của máy phát bằng cách nào? Đó là đã cần một nguồn, tức là ta sẽ quy về bài toán là ta lại cũng phải đảo dấu và điều chỉnh cái điện áp trên cuộn kích từ của máy phát này. Đấy. Nhưng điện áp này ở đâu ra? Thì điện áp một chiều này được cấp từ máy điện khuếch đại. Nhưng máy điện khuếch đại này không phải giống như máy phát này. Chứ nếu như máy điện khuếch đại này mà vẫn máy phát này thì công suất nó cũng phải tương đương với nó. Thế nhưng máy điện khuếch đại này nó được cấu tạo đặc biệt. Cấu tạo đặc biệt đó là nó có thêm một cặp cực nữa được nối ngắn mạch để tăng hệ số khuếch đại về từ. Đấy, bên này này này, tôi chỉ cần có dòng điều khiển là dòng nhỏ thôi, nhưng có thể khống chế và điều khiển ở bên này tương ứng với mạch có công suất lớn. Đấy nhá. Vậy ở đây cô muốn nói rằng tại sao người ta lại điều chỉnh kích từ của máy phát để điều chỉnh điện áp phát ra của máy phát để điều chỉnh tốc độ của động cơ? Bởi vì rằng là khi đó thì bên mạch kích từ của máy phát tôi có thể sử dụng một cái phần tử làm nhiệm vụ của bộ điều khiển
hay làm nhiệm vụ của mạch tổng hợp và khuếch đại trung gian, đó chính là máy điện khuếch đại từ trường ngang. Máy điện khuếch đại từ trường ngang này đặc biệt đó là khuếch có, nó có hệ số khuếch đại lớn, nó tăng hệ số khuếch đại về từ, do cấu tạo đặc biệt của máy điện này có thêm một cặp cực nữa được nối ngắn mạch để tăng hệ số khuếch đại về từ, để ta có thể điều khiển bên mạch của, tác động bên mạch có công suất nhỏ để điều khiển bên mạch có công suất lớn. Còn cái cách mà thay đổi điện áp phát ra của máy phát để bằng cách là thay đổi tốc độ này thì chỉ được sử dụng khi lấy tín hiệu điều khiển, cụ thể đó là lấy phản hồi. Và lấy phản hồi đó thì cái máy phát này lúc đó không phải là trong mạch biến đổi công suất, mà nó là nằm trong mạch điều khiển để lấy tín hiệu phản hồi. Nên cái máy phát đó người ta gọi nó là, nó có tên gọi khác đó là máy phát tốc. Vậy máy phát tốc nó cũng là một máy phát, nhưng máy phát tốc thì lại chuyên lấy điện áp đầu ra tỷ lệ với tốc độ để lấy phản hồi âm tốc độ. Và máy phát tốc thì công suất nó nhỏ thôi để lấy tín hiệu, nên công suất nó chỉ cỡ xung quanh khoảng 100W thôi. Và đường đặc tính vào ra của nó thì tuyến tính để điện áp phát ra của máy phát tỷ lệ với tốc độ kéo máy phát đó quay. Đấy. Thì khi nếu như cô nói lại với các em là nếu trong các mạch biến đổi công suất thì luôn là điều chỉnh từ thông của máy phát để điều chỉnh điện áp phát ra của máy phát, để ta sử dụng được một cái phần tử làm bộ điều khiển cho hệ thống đó, đó là máy điện khuếch đại. Lúc đó nó sẽ đóng vai trò là bộ điều khiển để điều khiển bên mạch, để điều chỉnh bên mạch công suất nhỏ để điều khiển mạch công suất lớn. Đấy. Còn lại khi nào thì người ta sử dụng cái cách là điều chỉnh tốc độ để điều chỉnh phát ra của máy phát thì chỉ trong các cái hệ thống lấy tín hiệu phản hồi tốc độ. Và khi đó những máy phát đó thì nó thường là công suất nhỏ để lấy tín hiệu điều khiển thôi. Đấy là điều tiếp theo có lưu ý với chúng ta. Hôm trước chúng ta cũng đã trao đổi rồi, và các em nhớ đó là MDKD chính là đóng vai trò của bộ điều khiển hay mạch tổng hợp và khuếch đại trung gian. Và ngoài cái việc là nối ngắn mạch để tăng hệ số khuếch đại về từ thêm một mạch nữa, thì máy điện khuếch đại này nó sẽ có nhiều cuộn kích từ hay cuộn khống chế. Và khi đó trên các cuộn kích từ hay cuộn khống chế này, ta sẽ đưa vào các cái tín hiệu đầu vào của mạch tổng hợp và khuếch đại trung gian, đó chính là giá trị đặt và các tín hiệu phản hồi, điện áp đặt và các đại lượng điện áp phản hồi cần có yêu cầu với cái hệ thống, để sẽ đưa vào các cái cuộn khống chế của hệ thống này. Bây giờ cô muốn hỏi ý tiếp theo với chúng ta. Cô muốn hỏi ý tiếp theo với chúng ta như sau, đó là theo yêu cầu công nghệ của hệ thống này thì hệ thống này cái chỉ tiêu chất lượng đầu ra của hệ thống này hay cái đại lượng mong muốn đầu ra của hệ thống này là cái gì nhỉ? Cái mà tôi cần khống chế và ổn định là đại lượng nào của hệ thống truyền động cho bàn máy bảo dưỡng này, là thông số nào nhỉ? Hiền. Em nói cô là ổn định tốc độ. À, là tốc độ, đúng rồi. Là tốc độ và yêu cầu ổn định tốc độ. Vậy cho câu hỏi là mạch tổng hợp và khuếch đại trung gian bình thường được hiểu là mạch tổng hợp và khuếch đại tín hiệu. Thế vậy bình thường ta nói mạch tổng hợp là tổng hợp những cái gì? Tổng hợp cái gì? Có hai bạn là vừa giơ tay để em cô xem là ai nào. Ai vừa giật xuống phòng ấy nhỉ? Bạn nào nhỉ? Tôn trả lời cho cô là vậy ta tổng hợp là ta tổng hợp giữa những tín hiệu gì? Thưa cô là tổng hợp thì ta sẽ tổng hợp tín hiệu đặt và tín hiệu phản hồi. Đúng rồi. Vậy cô hỏi với hệ thống này thì đại lượng đặt ở đây là đặt cái gì? Đặt cái gì? Thưa cô, đại lượng đặt... Bình thường người ta vẫn bảo là điện áp, nhưng mà điện này là đặt cái gì? Đặt cho cái gì?
đặt cho cái động cơ. Nhưng cụ thể là đặt đây, cái gì? Đặt cái gì? Đặt gì? Đặt điện áp. Đặt gì? Đặt gì? À, bạn Nguyễn Văn gì đấy nhỉ? Cô lại chỉ thấy hiện lên là Nguyễn Văn thôi. Thắng đấy. Ờ. Thắng à? Thắng à? Không ạ, à, em có giơ tay đâu cô. Thế à? Vâng. Bạn Đặng Văn Thắng cô ạ. À? Thắng Thắng trả lời đúng. Em thưa cô là tốc độ ạ. À đúng rồi, lượng đặt là tốc độ. Cô nhắc lại với chúng ta một điều nhé. Đó là bình thường với bất cứ một hệ thống nào ta cứ có bảo là đại lượng đặt. Thì đại lượng đặt đây là gì? Đặt ở đây là theo cái, các em lưu ý là theo cái đầu ra chúng ta mong muốn. Chỉ có điều là theo cái đầu ra chúng ta mong muốn đó thì ta quy chuẩn nó về tín hiệu đầu vào, đó là điện áp hay dòng điện nhá. Còn đặt ở đây là đặt, ví dụ với hệ điều chỉnh tốc độ đầu ra theo lượng đặt thì đặt là tốc độ. Nếu hệ với điều khiển vị trí thì đặt ở đây là đặt vị trí. Nếu với hệ điều khiển nhiệt độ thì đặt ở đây là đặt nhiệt độ. Đấy. Và các em có để ý thấy một việc, đó là trong các cái hệ thống điều khiển của chúng ta ấy, ở bên trong đó thì ta sẽ quy về là quy về điều khiển điện áp. Nhưng bây giờ với các hệ thống điều khiển rồi, tức là các em sẽ phải tính toán từ nhiệt độ về điện áp. Đấy, và đại lượng đặt đồ vào ở đây thì với hệ thống điều khiển ta hỏi là điện áp, nhưng ta hiểu bây giờ nha, ví dụ với một hệ thống điều khiển nhiệt độ, có phải bây giờ các em sẽ phải làm cái vấn đề là liên quan đến việc quy đổi và hiển thị. Thế trong cái màn hình điều khiển của chúng ta, trên cái màn hình điều khiển ấy, thì ta sẽ nhập vào đấy là nhập về nhiệt độ. Ví dụ bây giờ ta muốn đặt, bởi vì là không phải là lúc nào cũng là kỹ sư chúng ta vận hành, mà cái sản phẩm này có thể là bán ra ngoài thị trường. Mà bán ra ngoài thị trường nghĩa là bất cứ một người nào người ta cũng có thể vận hành được. Vậy vẫn khi người ta vận hành thì người ta không hề biết rằng là điện áp này là bằng bao nhiêu hay như nào cả. Ví dụ chúng ta biết đấy, chúng ta bảo là nguồn này là 12V, 15V rồi xong ta phải điều chỉnh bằng cái này, ta tính toán bằng cái kia. Người ta không biết. Người ta chỉ biết được rằng là à bây giờ ví dụ cái hệ này tôi cần tốc độ à, nhiệt độ hôm nay để sấy chẳng hạn, nó cần nhiệt độ là 100 độ. Nhưng mà ví dụ như cái này chẳng hạn, hôm nay chúng ta để ấp trứng chẳng hạn, một cái lò hôm nay chúng ta để ấp trứng chẳng hạn, ta chỉ cần nhiệt độ là 36 độ thôi, thì cái đầu vào trên màn hình của chúng ta để đặt ấy là phải là đặt là nhiệt độ, ta bấm vào đấy là 36. Đấy. Hay tốc độ quay cho một cái gì đó à, thì ta bấm vào đấy là à, ta cần quay với tốc độ là quay cái này để làm việc này, và quay với tốc độ là 500 vòng trên phút, ví dụ như vậy. Đấy. Thế còn sau khi đặt nhiệt độ là 36, hay sau khi đặt nhiệt độ là 100 độ, hay đặt tốc độ là 500 vòng trên phút hay 1000 vòng trên phút ấy, thì trong cái mạch điều khiển của chúng ta, người kỹ sư của chúng ta sẽ phải quy đổi về điện áp. À, ví dụ như giải điều chỉnh của các em là cái lò này chẳng hạn, có thể điều chỉnh được từ 0, cô cứ nói là từ 0 đến 300 độ. Vậy nếu như là tôi điều chỉnh điện áp với cái giá trị điện áp, với giá trị mắc của cái đó, ví dụ như là 15V, thì chúng ta hiểu như nào nhỉ? Thì chúng ta sẽ làm như nào nhỉ? Làm như nào nhỉ? Ừ, Sơn nói cho cô nghe. Em cô là quy về một từ 0 đến 15 và từ 0 đến 300 độ C trong từ 0 đến 15V và từ 0 đến 300 độ. Và sau đó ta quy về, ta chia ra để ta đấy. Vậy cô vẫn nhắc lại một lần nữa với các em, đó là ta nên nhớ là đầu tiên với một hệ thống các em sẽ phải xem là đại lượng đầu ra của hệ thống đấy là cái gì, muốn ổn định thông số nào. Và sau đó thì ta nói giá trị đặt đầu vào, hay ta cứ nói là điện áp đặt đầu vào, hay giá trị đặt đầu vào ấy là cái gì, thì giá độ trị đặt đầu vào trong cái bài toán điều khiển của chúng ta là điện áp. Nhưng hiểu thực chất ra ở đây đó là điện áp này là đặt cho cái gì, là đặt cho tốc độ. Đấy. Ví dụ với bài toán này là đang đặt cho tốc độ. Với bài toán nhiệt độ là đặt cho nhiệt độ. Với bài toán điều khiển vị trí là vị trí đặt. Đấy. Với bài toán điều khiển moment là moment cần để kéo một vật nào đó. Đấy cũng là một hệ thống chuyển động nhưng lượng đặt là khác nhau. Đấy nha, vậy các em nhớ ở đây là đặt về tốc độ. Câu hỏi ý thứ tiếp theo nữa là ta bảo là mạch tổng hợp
gồm giữa điện áp đặt và tín hiệu phản hồi. Vậy theo yêu cầu công nghệ của hệ thống này thì ta cần lấy những phản hồi nào nhằm mục đích gì? Ta cần lấy những phản hồi nào và nhằm mục đích gì? Bạn nào Long, Long nói cô nghe, Nguyễn Văn Long nói cô nghe. Long, Long nghe thấy không? Có. Nào, Long, Long trả lời cô nghe. Lê Thắng, Thắng trả lời cô nghe, Đặng Văn Thắng. Em thưa cô, yêu cầu đặt ra là yêu cầu ổn định tốc độ đầu ra. À, thì yêu mình, cầu ổn định tốc độ đầu ra. Mình có thể dùng phản hồi âm tốc độ hoặc là dùng phản hồi âm áp dương dòng thay thế cho phản hồi âm tốc độ. Đúng rồi. Ta có thể dùng phản hồi là âm tốc độ hoặc âm áp dương dòng tương đương âm tốc độ. Và các em nhớ nhá, lấy phản hồi âm áp, nhưng mục đích lấy phản hồi âm áp là để ổn định tốc độ, nên nó phải kết hợp giữa âm áp và dương dòng để tự động ổn định tốc độ. Rồi còn có yêu cầu gì với hệ thống này nữa không? Còn có yêu cầu gì nữa không? Âm dòng có ngắt ạ. À rồi, cô Như Trí. Âm dòng có ngắt để làm gì nhỉ? Hạn chế phụ tải. À, tự động, đừng quên. Tự động hạn chế phụ tải. Tự động hạn chế phụ tải. Có tự động hạn chế được phụ tải tĩnh không? Có tự động hạn chế được phụ tải động không? Hay chỉ tĩnh thôi hay cả động? À nhớ là tự động hạn chế cả phụ tải tĩnh và phụ tải động, nghĩa là được hiểu là trong quá trình xác lập hay trong quá trình quá độ đều có thể có các tác dụng là hạn chế dòng. Quá trình xác lập đó là khi làm việc hay khi gia công hay tải tăng lên vào những chỗ chai cứng hơn của chi tiết hay chiều câu sâu cắt lớn hơn thì nó cũng hạn chế được. Hay trong quá trình quá độ như là đảo chiều hay như là khởi động hay như là tăng tốc giảm tốc, ví dụ như vậy, đấy là các quá trình quá độ thì cũng hạn chế được, để tự động hạn chế được phụ tải tĩnh và động. Thế thì bây giờ cô sẽ giới thiệu lại với chúng ta, hôm nay trước chúng ta đang ở chỗ đó và cô giới thiệu lại với mạch của chúng ta cái chỗ này. Trước hết về chúng ta có bốn cái cuộn khống chế là CK1, CK2, CK3 và CK4. Trong đó ba cuộn CK1, CK2, CK3 là mắc nối tiếp và thuận cực tính nhau. Còn cuộn CK4 là mắc sẽ mắc ngược cực tính với ba cuộn CK1, CK2, CK3. Trong đó thì ba cuộn này điện áp nào sẽ đặt vào ba cuộn này? Thì điện áp nào đặt vào ba cuộn này thì các em muốn biết thì các em sẽ phải xem gióng hai đầu của ba cái cuộn này này để xem nó nối vào đâu. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy là cái này này, nó được nối với biến trở ngược và biến trở thuận. Trong đó biến trở ngược được đây, các em nhìn thấy nối với dương nguồn, và biến trở thuận là được nối với âm nguồn. Thì đây chính là nơi để lấy điện áp đặt hay điện áp chủ đạo để xác định điểm làm việc của hệ thống. Thì đây chính là điện áp đặt hay điện áp chủ đạo. Điện áp đặt hay điện áp chủ đạo sẽ được lấy trên biến trở ngược hoặc biến trở thuận, tùy theo chiều quay, tùy theo chiều làm việc. Thế còn phản hồi thì đâu? Thì các em lại nhìn tiếp gióng ngược lên đây, qua cái tiếp điểm thường kín T và N, chúng ta đi ra đây thì chúng ta thấy trên có một cái điện trở 3R mắc song song với phần ứng của máy phát hay cũng chính là phần ứng của động cơ để lấy phản hồi điện áp, và đây là phản hồi âm áp. Đã có phản hồi âm áp rồi, nhưng ta lưu ý hệ này không phải là hệ mong muốn ổn định điện áp, mà hệ này mong muốn đầu ra là ổn định tốc độ. Vì vậy cho nên nhìn thấy phản hồi âm áp rồi, còn phải tìm nữa, đó là tìm phản hồi dương dòng nữa. Và phản hồi dương dòng ở đây chính là đầu bên này của cuộn CK1, cô dẫn ngược lại là qua 4R, nên đây mắc nối tiếp với phần ứng động cơ. Và chỗ này chính là chỗ để lấy xuống, ở đây là phản hồi dương dòng. Và hệ thống này điện áp đặt lên ba cuộn CK1, CK2, CK3 bao gồm có điện áp chủ đạo, phản hồi âm áp, lấy điện áp chủ đạo lấy trên biến trở thuận hoặc biến trở ngược, phản hồi âm áp lấy trên điện trở 3R và phản hồi dương dòng lấy qua điện trở 4R mắc nối tiếp với phần ứng động cơ đi xuống. Đấy là phản hồi đầu tiên. Phản hồi tiếp theo ta nói đến đó là phản hồi âm dòng có ngắt. Vậy cho cô hỏi một ý là về nguyên tắc làm sao để thực hiện được phản hồi âm dòng có ngắt? Về nguyên tắc làm sao để thực hiện được phản hồi âm dòng có ngắt?
Thắng nói cô nghe. Em cô, để mà thực hiện được phản hồi âm dòng có ngắt thì cái điện áp mà trên động à cái dòng điện trên động cơ phải lớn hơn dòng ngưỡng ạ? Chưa đúng. Cái đấy là cái sự tham gia của cái khi nào phản hồi đấy tham gia. Còn bây giờ cô đang nói đến việc là làm sao các em sẽ thực hiện như thế nào để lấy được phản hồi âm dòng có ngắt. Sơn trả lời cô nghe. Em cô là phải tạo được ngưỡng ngắt cho nó. À, phải có tạo được ngưỡng ngắt, nhưng đầu tiên phải là gì đã rồi mới đến ngưỡng ngắt nhỉ? Phải đo được dòng. Đo được gì? Đúng rồi, đầu tiên phải đo được dòng nhá. Nguyên tắc lấy phản hồi âm dòng có ngắt là đầu tiên phải đo được dòng. Dòng này là dòng phản ứng động cơ. Thứ hai là phải có được điện áp tỷ lệ với dòng ngắt hay ngưỡng ngắt. Và thứ ba là phải tạo ra được cái đặc tính giống như mong muốn, tức là đặc tính khóa đấy, có khóa đấy. Tức là không phải lúc nào nó cũng tham gia, mà có lúc nó tham gia và có lúc nó không tham gia. Thì ta phải giải quyết được ba cái vấn đề đó. Thế với sơ đồ này thì làm sao để giải quyết được ba vấn đề đó? Thì thứ nhất, ta nói là ta lấy dòng rồi là ngưỡng tỷ lệ với dòng ngắt rồi ngưỡng ngắt, nhưng tất cả trên hệ thống này của chúng ta là tổng hợp theo điện áp. Chính vì vậy cho nên các em phải lấy được điện áp tỷ lệ với dòng phản ứng. Chúng ta phải lấy được điện áp tỷ lệ với dòng ngắt. Thường dòng ngắt các em chọn là bao nhiêu nhỉ? 1,2 lần dòng định mức. À, thường bằng từ 1,1 đến 1,3 lần dòng định mức, và các em hay chọn bằng 1,2 lần giá trị dòng định mức. Thì hệ thống này các em có nhìn thấy slide cô đang trình chiếu không? Có. Ờ rồi. Thế để cô còn đây nhá, thì ta sẽ thực hiện như sau. Cô nói lại. Đó là đầu tiên ta phải lấy được điện áp tỷ lệ với dòng phản ứng động cơ. Thì điện áp được lấy tỷ lệ với dòng phản ứng động cơ chính là điện áp trên CPF và CPD. Thế CPF và CPD là gì? Thì CPF và CPD là cuộn dây cực từ phụ. Viết tắt của từ này, cuộn dây cực từ phụ của máy phát và cuộn dây cực từ phụ của động cơ. Cuộn dây cực từ phụ của máy phát và động cơ này làm nhiệm vụ gì? Thì đây người ta gọi là cuộn để bù phản ứng phần ứng. Cuộn bù phản ứng phần ứng. Cuộn dây cực từ phụ của máy phát và cuộn dây cực từ phụ của động cơ trong hệ máy phát động cơ nhằm mục đích là bù phản ứng phần ứng. Nhá. Và cô muốn nói là máy điện nào cũng phải có cuộn dây bù phản ứng phần ứng. Ví dụ đây, EMDKD cũng sẽ có CB. CB chính là cuộn bù phản ứng phần ứng đấy ạ. Và cái cuộn này luôn có trong hệ máy phát, trong hệ thống máy phát động cơ. Đấy. Và luôn có một cuộn dây cực từ phụ. Mắc ở bình thường ta có cuộn cực từ chính rồi. Cực từ chính để tạo ra cái từ thông chính cho máy điện. Thì ngoài cái cực từ chính ra thì ta còn phải có cái cuộn dây cực từ phụ nhỏ hơn cái cực từ chính, là quấn ít vòng dây hơn bằng cái dây to, và mục đích để bù phản ứng phản ứng, do để cải thiện cái từ trường do phản ứng phản ứng méo sinh ra, khắc phục được cái tia lửa điện trên cổ góp của cái máy điện. Thì ta luôn phải trong các hệ máy phát động cơ luôn luôn có nhá. Thế thì ở đây thì ta sẽ lấy cái tín hiệu điện áp trên này, điện áp đo này, điểm đo thứ nhất đây này, điểm đo thứ hai này, này. Đấy. Thì cái điểm đo điện áp này sẽ bằng gì? Sẽ bằng dòng điện đi qua đây nhân với lại tổng trở, chính là bằng điện trở của RCPF cộng với điện trở của RCPD. Điện trở này là cố định rồi, nhưng dòng phản ứng trong này sẽ thay đổi tùy thuộc vào tải. Vậy khi dòng này thay đổi thì điện áp ở hai đầu của cái cuộn dây này sẽ thay đổi. Vậy được hiểu điện áp này tỷ lệ với dòng phản ứng. Thì đấy là cách để người ta lấy điện áp tỷ lệ với dòng phản ứng động cơ, hay chính là lấy được cái tín hiệu tỷ lệ với dòng. Thế còn điện áp ngưỡng thì ta lấy như thế nào? Thì điện áp ngưỡng được lấy trên điện trở 5R. Đấy, 5R. Bao gồm có một bên được nối với nguồn dương và một bên được nối với nguồn âm.
Hôm trước đã hỏi rồi, cô hỏi lại đó là tại sao là cái nguồn nuôi này lại phải cái ngưỡng điện áp ngưỡng này lại phải nối với hai nguồn nuôi nhỉ? Chứ sao không nối với một nguồn nuôi như máy doa thôi? Thúy. Dạ em thưa cô là bởi vì do ở đây là có tính chất đảo chiều, đảo chiều liên tục ạ, và đo dòng phản ứng ở đây là đo dòng trực tiếp ạ, nên là dòng cũng có thể bị đảo chiều ạ, nên là điện áp ngưỡng ở đây cũng phải có cả hai là âm và dương ạ, để so sánh ạ. Đúng rồi. Ở đây nó không liên quan đến việc có đảo chiều liên tục hay không, mà nó chỉ liên quan đến việc là hệ thống này có đảo chiều. Và khi hệ thống có đảo chiều thì dòng phản ứng sẽ đảo chiều quay. Và đây là cách đo trực tiếp, thì khi đó thì ta phải có được cái điện áp ngưỡng cũng phải đảo dấu để so sánh được với cái dòng đảo dấu. Cô cái này cô cũng đã trao đổi rồi, nhưng bây giờ cô muốn hỏi lại. Bởi vì là thực ra thì sơ đồ thì ta sẽ học có nhiều lắm, mỗi sơ đồ khác nhau, nhưng mà cô muốn các em nhớ là phải nhớ được về cái kiến thức chung. Hôm trước cô hỏi rồi, hôm nay cô hỏi lại đó là các em đã được học có bao nhiêu cách để lấy tín hiệu dòng, tỷ lệ với dòng. Có bao nhiêu cách để lấy tín hiệu dòng? Thúy trả lời đâu? Dạ không. Long, Long trả lời cô nghe. Dạ em thưa cô là nếu mà ở trên trên lớp học thì chỉ có hai cách là lấy trên điện trở xăm và trên máy biến dòng, còn ở mạch này thì lấy trực tiếp rồi. Các em đã được học, các em đã được học đó là cách đo trực tiếp và cách đo gián tiếp đúng không? Cách đo trực tiếp đó là lấy trên cái điện trở ERS mắc nối tiếp trên phần ứng động cơ. Đấy là cách đo trực tiếp. Các em học một cách đo nữa là cách đo gián tiếp, mà ví dụ như đồ án nhiều bạn đang làm đấy là thực hiện cách đo gián tiếp đó, là đo gián tiếp dòng phản ứng động cơ thông qua biến dòng mắc bên sơ cấp của máy biến áp cấp nguồn cho cái bộ chỉnh lưu của chúng ta để lấy được tín hiệu tỷ lệ với dòng. Nhưng chỉ có điều là tín hiệu tỷ lệ với dòng đó là tín hiệu xoay chiều, và vì vậy ta phải qua một cái bộ chỉnh lưu nữa để tạo ra được điện áp một chiều tỷ lệ với dòng, và đấy là cách đo gián tiếp. Còn cái đo trực tiếp là tôi mắc một cái điện trở ERS mắc nối tiếp trong phần ứng động cơ, và để lấy cái điện áp rơi trên cái điện trở đó là điện tỷ lệ với dòng. Thế thì cái cách đo ở đây này nó cũng tương tự như cách đo, đây chính là cách đo trực tiếp. Thế tại sao lại người ta sử dụng cách này ở trong hệ này? Thì bởi vì rằng là các em biết được rằng đó là khi mắc điện trở mắc nối tiếp trong mạch phản ứng để lấy tín hiệu điện áp tỷ lệ với dòng điện thì kiểu gì cũng sẽ có cái tổn hao rơi trên điện trở đó đúng không? Cái delta N sẽ tăng lên khi có thêm điện trở trong mạch phản ứng phải không ạ? Đấy nhá. Chính vì vậy cho nên là ở đây trong cái hệ thống khác, ở trong các hệ thống mà người ta có nghĩ ra được những cái cách gì đó mà vẫn lấy trực tiếp được dòng phản ứng thì người ta sẽ áp dụng để tránh cái việc phải nối thêm điện trở vào. Mặc dù điện trở có giá trị nhỏ đến đâu chăng nữa, nhưng các em biết đó là khi dòng phản ứng mà lớn thì dù điện trở có, với những động cơ có công suất lớn thì khi dòng phản ứng đã lớn, dù điện trở nhỏ đến đâu chăng nữa thì vẫn có điện áp rơi trên điện trở đó, vẫn có tổn hao trong đó. Và ví dụ với máy hệ thống máy phát động cơ này thì người ta chọn cái cách đó là vì trong hệ thống máy phát động cơ luôn có cuộn dây cực tử phụ được mắc nối tiếp trong mạch này nên ta sẽ lấy điện áp trên cuộn dây này, bởi vì trên cuộn dây này sẽ có điện áp, sẽ có điện trở rơi trên đó và sẽ có điện áp rơi trên đó, và người ta có thể lấy luôn, đằng nào thì cũng có cuộn dây này rồi thì ta lấy luôn điện áp rơi trên đây để lấy tín hiệu tỷ lệ nối dòng phản ứng động cơ, và đây cũng là cách đo trực tiếp. Ngoài ra cũng có một cái cách đo trực tiếp nữa cô cũng giới thiệu với các em, đó là các em có nhớ trong cái hệ thống, đây là hệ thống máy phát động cơ, thế còn hệ thống tiser động cơ thì sao? Thì với hệ thống tiser động cơ mà chúng ta đã học ấy, thì trong mạch phản ứng này
đầu ra bộ biến đổi này, cấp nguồn cho động cơ này, thì trong mạch phản ứng đó thì các em có nhớ cho cô xem là còn có phần tử gì trong hệ thống teaser động cơ mà các em mắc thêm vào không nhỉ? Có cuộn kháng tam bằng. Đúng rồi, có cuộn kháng. Tôi nói đúng rồi. Đấy chính là có cuộn kháng. Và người ta có thể nghĩ đến việc lấy tín hiệu phản hồi dòng điện trực tiếp thông qua cuộn kháng đó. Thấy nhá. Và cách lấy của người ta là thế nào? Và cách lấy của người ta đó là người ta sẽ mắc một cái mạch từ, trong đó cuộn sơ cấp của mạch từ chính là cuộn dây cuộn kháng san bọc. Còn cuộn thứ cấp của mạch từ sẽ được để lấy điện áp trên đó đưa đến mạch phản hồi để lấy phản hồi dòng. Thì ưu điểm của cái mạch này là gì? Thứ nhất là ta đo được chính xác trực tiếp dòng phản ứng động cơ, đấy là chuẩn nhất, mà không phải dùng những cách là đưa thêm điện trở phụ là có sụt áp trên đó, mà thêm nữa lại còn làm được một cái việc hết sức quan trọng, đó là cách ly được giữa mạch động lực và mạch điều khiển. Mạch động lực có công suất lớn, mạch điều khiển có công suất nhỏ. Vậy thì ta nên có mạch cách ly. Và cái nếu như ta sử dụng, ta mắc một cái mạch từ mà cuộn sơ cấp chính là cuộn kháng san bằng, cuộn thứ cấp là cuộn để lấy điện áp ra mà đưa đến mạch để tổng hợp để lấy phản hồi dòng, thì cái cách này là cách mà có thể là thêm được nhiệm vụ, vừa là đo được trực tiếp là chính xác nhất, vừa lại cách ly được giữa mạch động lực với bên mạch điều khiển. Đấy nhá. Và các em học ở trong tổng hợp về điện cơ ấy, thì thường bình thường ta cứ bảo là ta đo dòng, ta đo áp đấy. Nhưng nếu như và đưa về phản hồi đấy, nhưng lưu ý với các em nhá, là đó là nếu như ở trong những hệ có công suất lớn và ở các hệ thống mà có đòi hỏi yêu cầu chất lượng cao, thì ta nên lắp mạch cách ly nếu như mà việc lấy tín hiệu phản hồi đó là trực tiếp, thì ta nên lắp các mạch cách ly đó để tránh liên hệ giữa bên mạch có công suất lớn với bên mạch có công suất nhỏ. Mặc dù cái giá trị phản hồi chúng ta lấy đi được rất nhỏ, nhưng dù gì vẫn là nối điện trực tiếp, nếu như có gì đấy xảy ra thì là vẫn nguy hiểm, nên các em nên lắp các mạch cách ly. Thì đấy là một cách nữa để lấy phản hồi dòng. Cô còn giới thiệu cho chúng ta một cách nữa để lấy phản hồi dòng, đó là hiện nay dù rằng loại động cơ nào, tất cả các loại động cơ, và người ta đang sử dụng một cái cách phổ biến hiện nay trong các cái hệ thống được thiết kế mới nhá, trong các hệ thống được thiết kế mới, sửa chữa thì thường là chắc vá, nhưng trong các hệ thống được thiết kế mới hiện nay thì người ta sử dụng một cái cảm biến, đó là có tên gọi, các em không biết là các em ví dụ làm đề tài hay các thứ gì các em đã tìm hiểu đến nó chưa, đó người ta gọi là cảm biến hô, HALL. Các bạn nào đã tìm hiểu về nó chưa? Cảm biến hô, HALL. Thì đây là một cảm biến chuyên được sử dụng để đo dòng, sử dụng để đo dòng. Và đây là cái cách mà hiện nay trong các hệ thống mới thì người ta sử dụng để đo dòng, vừa chất lượng tốt, vừa chiều chính xác, vừa là cách ly, đạt được tất cả những yếu tố mà chúng ta mong muốn. Tất nhiên thì tương ứng với nó thì nó lại liên quan đến giá thành của nó, cũng là đắt hơn những cái cách chúng ta thực hiện như thế kia. Thì đó là những cách để cô trao đổi thêm để việc lấy phản hồi dòng. Thế thì còn bây giờ giả sử như là chúng ta lấy tín hiệu dòng như thế nào? Thì đây ạ, điện áp đây ạ. Ví dụ theo một chiều quay, giả sử cô đang giả sử là dương ở phía bên tay trái và âm ở phía bên tay phải, thì ta sẽ có như sau. Dương ở phía bên tay trái, cô đang dẫn đi đây nhá, đang dẫn này, xuống này, xuống này, thì nó sẽ là dương ở đây. Vậy khi đó các em thấy, khi dương ở đây sẽ đặt vào cathode của diode 2D, trong khi đó anode của diode 2D đang đặt lấy nguồn âm từ ngoài đưa đến. Vậy diode 2D chắc chắn sẽ sao nhỉ các em nhỉ? Khóa. Đúng rồi, chắc chắn sẽ khóa. Vậy thì tức là được hiểu tương ứng với chiều quay của động cơ đang xác định để dương bên trái, âm bên phải của cái lấy điện áp phản hồi đó, thì mạch bên này này, 2D với cái nguồn ngưỡng này này không được sử dụng, mà nó sẽ được sử dụng cho chiều quay ngược lại. Thế còn bây giờ lúc này ta có dương đặt vào anode của 1D, nhưng cũng đồng thời cái ngưỡng mắt này dương đặt vào
ca tốt của một đêm. Cả hai bên cùng dương, vậy đĩa mở này hay khóa sẽ tùy thuộc vào điện áp trên cái cuộn dây cực từ phụ của máy phát và động cơ, hay chính là dòng điện phản ứng động cơ lớn hay nhỏ. Khi dòng điện phản ứng động cơ còn nhỏ hơn giá trị dòng ngắt, hay chính là điện áp trên này còn nhỏ hơn điện áp rơi trên điện trở 5R nối với nguồn dương này, thì lúc này thế bên anode đang nhỏ hơn thế bên cathode và đĩa 1D khóa, phản hồi không tham gia. Còn khi nào mà điện áp dòng điện phản ứng động cơ lớn hơn giá trị dòng ngắt, hay chính là điện áp trên này lớn hơn ngưỡng ngắt, hay chính là thế ở anode lớn hơn thế bên cathode của đĩa 1D, thì đĩa 1D sẽ thông và dòng điện của chúng ta sẽ bắt đầu đi này. Từ bên này của máy phát CKF đi xuống dưới này, qua 1D, qua 5R, qua CK4 và về bên âm của bên bên âm nguồn bên này, tức là bề đầu bên này của động cơ. Thì đấy chính là khi đó có dòng đi qua cuộn CK4 sẽ sinh ra sức tự động trên cuộn CK4 và phản hồi lúc này tham gia. Hay hiểu một cách đơn giản đó là bình thường dòng này được khép mạch trên máy phát và động cơ, nhưng lúc này sẽ có một dòng không phải nó cứ từ đây nó đi khép mạch hết qua đây, mà có một dòng rẽ mạch qua này. Vậy thì dòng ở trên này nó cũng sẽ được giảm đi, hay có chính là phản ứng bị bù thiếu để điện áp phát ra của máy phát giảm xuống, và điện áp phát ra của máy phát giảm thì dòng điện sẽ giảm và tốc độ sẽ giảm. Đấy. Thì nó hạn chế được cả phụ tải tĩnh và phụ tải động. Thì các em sẽ xem thêm trong tài liệu cho cô về cái việc thuyết minh nguyên lý làm việc của máy phòng phản hồi âm dòng có ngắt này. Nhưng các em nhớ là cô đã chỉ cách lấy dòng này, cách lấy ngưỡng này, cách tham gia của cái phản hồi này. Đấy, thì ta lưu ý là như vậy. Thì trong hệ thống này, ngoài điện áp đặt lấy trên biến trở thuận, biến trở ngược, phản hồi âm áp lấy trên 3R, phản hồi dương dòng đi qua 4R đi xuống 3 cuộn CK1, CK2, CK3, phản hồi âm dòng điện có ngắt đi qua cuộn CK4, thì còn có phản hồi gì nữa không? Thì ở hệ thống này còn một phản hồi nữa. Phản hồi nữa đó là, tại sao lại biết còn phản hồi nữa? Thì các em nhìn này, bình thường ta có dòng phản ứng động cơ sẽ đi từ đây. Các em có nhìn thấy cái con trỏ của cô chạy trên màn hình không? An, có nhìn thấy không? Có. Rồi nhá, cô chỉ này. Bình thường là, theo cái con trỏ này, bình thường dòng ở đây ta lấy phản hồi dòng thì sẽ đi từ phản ứng động cơ xuống đây, chỗ này là xuống để lấy phản hồi âm dòng có ngắt rồi, đi sang bên này qua 4R xuống đây để lấy phản hồi dương dòng rồi. Thế nhưng các em nhìn này, không phải tự dưng đâu, người đây người ta nối này, đây này, đây này, đấy. Mà đưa ra đây với hai điểm này chính là điện áp đầu ra của cái bộ bên này được đưa vào cái qua 4R để đi xuống dưới này, đi xuống cuộn 1 CK2 CK3. Thì đây là phản hồi gì? Thì cái mạch này này, cô được vẽ thay thế như sau. Cô vẽ lại cái mạch này như thế này. Em nhìn này, đây. Đây, cái mạch này chính là mạch chúng ta vừa mới xem ở trong sơ đồ. Cô vẽ lại với cái mạch dưới này. Và với cái mạch dưới này cụ thể như sau. Điện áp đầu ra ở đây thứ nhất là điểm nối chung giữa CKF và 1R. Đây, CKF và 1R đây. Điểm đầu ra thứ hai ở đây là giữa hai phần của điện trở 2R là đây ạ. Đấy là điện áp ra. Đấy. Thì điện áp vào là đâu? Điện áp vào chính là MDKD. Đấy, chính là MDKD. Đấy nha, MDKD đầu này là giữa 2R1 và CKF. Đây ạ, MDKD. Điểm này 2R1 và CKF. Đầu dưới của MDKD ra đây là 2R2 và 1R. Đây ạ, đầu nối chung đây là ra 2R2 và 1R. Nhưng vậy ở trên này có một cái cầu mà nó bao gồm này 1R, 2R1, 2R2 và CKF. Thì cô vẽ lại ở đây dưới dạng đúng một cái cầu cho các em nhìn cho nó dễ nhìn. Với bốn nhánh của cầu bao gồm 1R, 2R1, 2R2 và CKF nằm trên bốn nhánh của cầu. Đấy. Với cái cầu này có điện áp vào chính là điện áp đầu ra của máy điện khuynh đại. Còn điện áp ra lấy trên R4 nhưng lại đưa vào cuộn khống chế CK1, CK2, CK3. Mà cuộn khống chế này là cuộn khống chế của máy điện khuynh đại.
nên người ta mới gọi nó là phản hồi. Bởi vì theo đúng định nghĩa là phản hồi là tín hiệu đầu ra quay ngược trở lại đầu vào. Đấy nhá, nên người ta gọi là phản hồi. Vậy phản hồi đưa vào đây nhằm mục đích gì? Thế thì cái này các em đã học trong lý thuyết điều khiển tự động rồi. Bây giờ cô nhắc lại một chút, đó là học trong lý thuyết điều khiển tự động thì ta có một cái khái niệm, đó là phản hồi cứng và phản hồi mềm. Thì ví dụ như lúc nãy ta nói đến phản hồi âm tốc độ, ta nói đến phản hồi âm dòng có ngắt, thì người ta gọi, theo định nghĩa người ta gọi nó phản hồi cứng. Còn các em có, bạn nào còn nhớ người ta gọi thế nào là phản hồi mềm không? Bạn nào còn nhớ định nghĩa thế nào là phản hồi mềm không? Thì phản hồi mềm được định nghĩa trong lý thuyết điều khiển tự động, đó là phản hồi chỉ tham gia trong chế độ quá độ. Phản hồi mềm là phản hồi chỉ tham gia trong chế độ quá độ, không tham gia trong chế độ xác lập. Còn phản hồi cứng là phản hồi mà có tham gia trong chế độ xác lập. Còn chế độ quá độ có thể có hoặc không, đấy là tùy, nhưng có tham gia trong chế độ xác lập. Còn phản hồi mềm là chỉ tham gia trong chế độ quá độ, không tham gia trong chế độ xác lập. Thế thì nguyên tắc làm việc của nó là như thế nào? Nguyên tắc làm việc của nó là như sau. Đó là bình thường khi máy điện khuếch đại này này được tổng hợp về từ và sẽ phát ra điện áp. Điện áp phát ra của máy phát thì như ta biết đấy, E bằng K phi omega, nó sẽ phát ra điện áp. Và điện áp này với một giá trị từ thông xác định với một tốc độ xác định thì điện áp phát ra này là sẽ là xác định. Tức là điện áp phát ra của máy điện khuếch đại theo một giá trị đặt nào đó sẽ là một điện áp ra cố định, xác định. Ví dụ nó bằng là 110V hay nó bằng 50V hay bao nhiêu đó. Đấy là một giá trị xác định. Thì khi giá trị xác định đó thì nó sẽ đặt lên một cái cầu. Đấy, sẽ đặt lên cái cầu này. Trên cầu này thì có bốn cái giá trị này, bao gồm có 2R1, 2R2, 1R1 và CKF. Người ta có một cái biến trở trên cái 2R này. Mục đích người ta đặt biến trở ở đây là để mục đích chỉnh định sao cho khi mà điện áp phát ra của máy điện khuếch đại này mà bằng một giá trị cố định thì cầu này sẽ cân bằng. Cầu này sẽ cân bằng. Và khi cầu cân bằng thì điện áp đầu ra của cầu này sẽ bằng không. Đấy nhá. Khi cầu này cân bằng thì điện áp ra của cầu này sẽ bằng không. Rồi. Bây giờ khi mà vì một lý do nào đó mà điện áp phát ra của máy điện khuếch đại này biến thiên, cứ thay đổi nhấp nhô, tức là DE trên DT khác không? Cho câu hỏi các em đó là khi mà điện áp đầu ra của máy điện khuếch đại đặt lên cái cầu này biến thiên thì sẽ có điều gì xảy ra? Thì sẽ có điều gì xảy ra khi có một điện áp biến thiên đặt lên cái cầu đó? Câu hỏi, một câu hỏi này dễ hơn, đó là thì sẽ có điều gì xảy ra với cuộn CKF khi có một điện áp biến thiên đặt lên nó? Điện trở của nó sẽ biến thiên. Gì nhỉ? Lộ trở, tổng trở. Tại sao? Tại vì là dòng thay đổi ấy, mà C của nó lại là cái x của nó lại bằng ATF có tần số. Thì các em lại nhớ một điều rằng đó là CKF là cuộn kích từ, nhưng nó cũng chính là cuộn kháng. Mà khi có một điện áp biến thiên đặt lên cuộn kháng thì trên cuộn kháng sẽ sinh ra gì? Khi có một điện áp biến thiên hay chính là dòng biến thiên đặt lên một cuộn kháng thì nó sẽ sinh ra gì? Ta vẫn nói đến rất nhiều rồi đấy. Ta nói đến rất nhiều rồi đấy. Sẽ sinh ra gì nhỉ? Mà phải có, mà các em luôn nghĩ đến việc phải thiết kế mạch bảo vệ ấy, sinh ra cái gì nhỉ? Chuyển động. Đúng rồi. Sinh ra một sức điện động tự cảm chống lại cái chiều biến thiên đó. Sinh ra sức điện động tự cảm chống lại cái chiều biến thiên đó. Vậy lúc này được hiểu, bình thường đây điện trở 2R1, 2R2, 1R là xác định rồi khi cầu này cân bằng.
Bình thường nếu như điện áp đặt vào đây là ổn định thì sẽ có một điện áp rơi trên điện trở CPS này, nó phụ thuộc vào điện trở trong của cuộn dây này. Đấy nhá. Thế nhưng mà nó bằng điện áp rơi trên đây rồi. Thế nhưng mà khi mà điện áp đặt vào đây biến thiên thì trên cái CPS này nó sinh ra một sức điện động tự cảm chống lại cái sự biến thiên đó. Nghĩa là lại thêm một thành phần điện áp nữa trên cái nhánh này. Vậy lúc đó cầu này sẽ mất cân bằng. Và khi cầu này mất cân bằng thì sẽ có điện áp ra của cầu này. Và điện áp ra của cầu này sẽ được đặt vào, điện áp ra của nó sẽ được đặt vào ba cuộn CK1, CK2, CK3. Nhưng điện áp này chỉ có khi nào? Khi mà cầu này mất cân bằng, hay chính là khi cầu mất cân bằng, hay chính khi điện áp phát ra của máy điện khuếch đại biến thiên, hay chính là khi mà điện áp đặt lên cuộn CKS này không ổn định, hay chính là trong quá trình quá độ. Vậy phản hồi này người ta gọi là phản hồi mềm, chỉ tham gia trong chế độ quá độ. Và mục đích của phản hồi này là nhằm mục đích để ổn định từ thông của máy phát, hay chính là ổn định điện áp phát ra của máy phát đặt lên phần động cơ. Thế thì khi nói đến việc là ổn định điện áp phát ra, ổn định từ thông của máy phát để ổn định điện áp phát ra của máy phát đặt lên phần ứng động cơ, thì các em bảo là ở hệ thống này có phản hồi âm áp rồi thế, phản hồi âm áp để ổn định tốc độ đồng thời là ổn định điện áp rồi thế, cần phản hồi này gì nữa? Thì lại cũng lưu ý với các em là ở những hệ thống đòi hỏi chất lượng cao thì ta lại lưu ý là mạch vòng ngoài là mạch vòng quyết định chất lượng cuối cùng của hệ thống, nhưng mạch vòng ngoài cũng đồng thời được hiểu là mạch vòng tác động chậm nhất và lâu nhất. Với những hệ thống yêu cầu đòi hỏi chất lượng cao thì nó còn đòi hỏi độ tác động nhanh. Và nếu ta thực hiện cái mạch vòng này thì nó sẽ ổn định trước khi, đấy, ta sẽ ổn định ngay cái nguồn cấp cho cuộn ký tử của động cơ để ổn định cái từ thông của máy phát trước khi là ổn định trước. Tức là cái mạch vòng này còn là mạch vòng bên trong, nó sẽ tác động trước đấy, để nó nâng cao cái độ tác động nhanh cho hệ thống này. Vậy tóm lại thì các em nhớ là ở hệ thống này cho cô sẽ chắc chắn có những cái ý hỏi liên quan đến phản hồi, thì ở hệ thống này có phản hồi âm áp dương dòng tương đương tốc độ để tự động ổn định tốc độ, phản hồi âm dòng có ngắt để tự động hạn chế phụ tải, phản hồi mềm để ổn định từ thông cho máy phát. Đấy, chúng ta lưu ý những mạch vòng phản hồi có trong hệ thống đó. Bây giờ cô dừng lại. Chúng ta một phút để các em nhìn lại cho cô liên quan đến cái mạch này. Đấy, từ nãy giờ chúng ta thuyết minh là toàn bộ xong cái mạch này rồi đây này, để chúng ta chuẩn bị sang cái phần mới. Nhìn lại cho cô, ta phải nhớ cấu trúc của một hệ chuyển động này. Đủ rồi đấy, cấu trúc của hệ chuyển động này. Đâu là cơ cấu chấp hành, đâu là bộ biến đổi, đâu là bộ điều khiển. Hệ thống này có mấy mạch vòng phản hồi và cái những mạch vòng phản hồi đấy có tác dụng gì, cách lấy phản hồi như thế nào. Đấy thì ta là phải rõ rồi. Để từ đó các em sẽ phải tổng hợp được và suy nghĩ đến vấn đề đó là đặc tính tĩnh của hệ thống này sẽ là dạng đặc tính sẽ là như thế nào khi các khâu phản hồi đó tham gia vào hệ thống. Đấy thì ta hình dung về hệ thống chuyển động, sơ đồ cấu trúc, bộ điều khiển, các phản hồi tham gia trong hệ thống. Cô dành một phút các em nhìn lại xem có vấn đề gì cần hỏi cô không. Nếu không có vấn đề gì hỏi thì để cô chuyển sang với vấn đề mới. Nếu không có vấn đề gì hỏi cô nữa thì cô sẽ sang vấn đề tiếp theo. Rồi. Vấn đề tiếp theo cô muốn trình bày ở đây là nó liên quan đến cái việc là làm sao để khống chế tự động cho cái hệ thống này. Đấy nhá. Tất cả các vấn đề cô nói ở đây là đều phải gắn với công nghệ đấy. Làm sao để khống chế tự động cho cái hệ thống này.
Thì như cô nói đã nói với chúng ta đó là quá trình khống chế tự động của hệ thống này đó là phải tự động để làm việc đạt được cái đồ thị vận tốc tối ưu của bàn máy đảo giường, làm việc theo chu kỳ và hành trình định sẵn. Và nguyên tắc khống chế tự động ở đây là khống chế tự động theo nguyên tắc hành trình. Khống chế tự động theo nguyên tắc hành trình nghĩa là tại các vị trí tương ứng trên bàn gá chi tiết, tôi sẽ phải đặt các công tắc hành trình hay các cảm biến hành trình để đưa về khống chế quá trình tự động của nó. Vậy cho câu hỏi, ý hỏi đầu tiên đó là cái này các em đã làm rồi và biết rồi đấy. Trả lời cho cô đó là các tín hiệu hay đưa lấy được lấy từ cảm biến này, hành trình này này, thì các cái tín hiệu đó hay các cái tiếp điểm của các cái cảm biến đó, của các công tác hành trình đó sẽ được đưa đến để khống chế cái gì? Sẽ được đưa đến đâu? Muốn trả lời câu hỏi này thì cô lại hỏi lại đó là ta muốn đang muốn khống chế tự động theo nguyên tắc hành trình, nhưng mà khống chế tự động những quá trình nào nhỉ? Này nói rồi đấy, khống chế tự động những quá trình nào? Khống chế tự động những quá trình nào? Bao gồm những cái gì? Khống chế tự động những cái gì? Hôm trước cô giới thiệu rồi đấy, trên trên đồ thị vận tốc tối ưu của bàn máy bảo dưỡng cô có yêu cầu là phải khống chế tự động được những cái gì? Long nói cô nghe nào. La Long nói cô nghe nào. Dạ em của cô là khống chế tự động hay là khống chế quá trình di chuyển của bàn máy ạ? Khống chế quá trình di chuyển của bàn máy. Vâng, hành trình thuận với hành trình ngược ạ. Nhưng cụ thể di chuyển thì chỉ là chạy thôi hay như thế nào? Ngược. Ngoài cái vấn đề là chỉ là chạy thôi hay là như thế nào? Chạy đến đâu đó dừng, rồi nói đến di chuyển là chạy đấy. Dạ vâng. Hay còn gì nữa không? Cứ chạy thôi là được. Không quan tâm chạy như nào? Có. Vậy cụ thể là khống chế cái gì? Em tôi cô cụ thể là khống chế tốc độ, tốc độ cụ thể là có thay đổi tốc độ trong quá trình di chuyển đó không? Có. Có thay đổi tốc độ trong quá trình di chuyển đúng không? Rồi gì nữa không? Một là điều chỉnh tốc độ trong hành trình yêu cầu di chuyển, là có điều chỉnh tốc độ, có lúc tốc độ thấp, lúc tốc độ cao, mà cụ thể luôn đó là đầu hành trình thuận là phải tốc độ thuận. Tốc độ thấp để chuẩn bị vào giao, khởi động là khởi động không tải này, tốc độ thấp để chuẩn bị vào giao này, sau đó đến vị trí nào giao, sau đó rồi vào giao rồi thì phải tăng tốc lên tốc độ cao để cắt gọt. Gì nữa, còn cái gì nữa không, ngoài việc điều chỉnh tốc độ ra còn gì nữa? Thì em thôi đến cuối hành trình thuận anh phải giảm tốc độ xuống. Thì vẫn là điều chỉnh tốc độ, còn gì nữa không? Đúng rồi, nhưng còn gì nữa không? Thêm một tí nữa đi, còn gì nữa? Em cô là để dừng chính xác. Dừng chính xác, rồi nhá, chỉ có. Có gì nữa không? Đảo chiều. Còn một vấn đề nữa đó là sau đó thì còn phải đảo chiều nữa. Vậy cô chỉ xét đến hai vấn đề tự động thôi nhá. Ta có nhiều nhưng ta nói đến hai vấn đề cốt lõi ở đây, đó là cần khống chế tự động, đó là tự động hết thuận sang ngược, hết ngược sang thuận, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Và tự động đó là trong mỗi hành trình như vậy phải tự động điều chỉnh được tốc độ, đạt theo được đồ thị vận tốc tối ưu đó, có lúc tốc độ thấp, có lúc tốc độ cao. Đấy. Vậy cho cô hỏi, ta sẽ đặt ra vấn đề này: tự động đảo chiều quay của động cơ chuyển động và tự động điều chỉnh tốc độ của động cơ chuyển động. Làm thế nào
cô không nói đến sơ đồ đâu nhá, cô hỏi là về nguyên tắc đã học và đã giới thiệu với các em làm thế nào để làm được những vấn đề này. Long, ta tác động vào đâu? Em thưa cô, để đảo chiều thì mình đảo chiều điện áp đặt vào ấy. Đặt vào đâu? Đặt vào phần ứng động cơ. À rồi, đấy là trong mổ xẻ bên trong hệ chuyển động. Bây giờ cô đang nói đến cấu trúc của hệ thống cơ. Cấu trúc trên mạch đấy. Thì làm sao để đảo chiều được đầu ra của hệ thống? Thay đổi lượng đặt. À thay đổi, cụ thể đảo chiều. Làm sao để đảo chiều? Nhung nói cho mẹ. Dạ, em thưa cô, mình sẽ can thiệp vào giá trị điện áp chủ đạo mình đặt ạ. Ừ, nhưng cụ thể làm sao để đảo chiều? Nếu mà mình đảo chiều, mình sẽ đảo dấu U chủ đạo đi ạ. Đúng rồi, đảo dấu U chủ đạo. Làm sao để điều chỉnh được tốc độ? Dạ, cô nghĩ không dễ hơn ấy. Làm sao để điều chỉnh thay đổi U chủ đạo đúng không? À đúng rồi, thay đổi U chủ đạo. Làm sao để đảo chiều, đảo dấu U chủ đạo, làm sao để điều chỉnh tốc độ, điều chỉnh U chủ đạo. Cô muốn hỏi là muốn tốc độ thấp thì U chủ đạo sao, muốn tốc độ cao thì U chủ đạo sao? Muốn tốc độ thấp thì U chủ đạo nhỏ đúng không cô? Đúng rồi, nhỏ, muốn tốc độ cao thì U chủ đạo lớn. Cái này là cái mà cô đang nói đến việc là việc thiết kế trong mạch như thế nào không nói, nhưng cái luật điều khiển ta phải đáp ứng được điều đó. Vậy nha, vậy quay lại cái sơ đồ hệ thống, cô cũng muốn nói đến rằng là vậy từ cái việc chúng ta phân tích ở đây là ở đây ta đang muốn nói đến vấn đề là ta phải xem hệ thống này làm thế nào để khống chế tự động. Vậy bây giờ chúng ta sẽ phải xem ở chỗ nào để biết được rằng nó có khống chế được theo đúng ta mong muốn hay không? Xem ở chỗ nào? Xem ở mạch nào? Hay nói ngược lại là vậy kể cả đảo chiều hay kể cả điều chỉnh tốc độ là tôi tác động vào đâu đây? Mạch khống chế. Ừ đúng rồi, nhưng cộ chỗ nào của mạch khống chế đây? Tiếp điểm. Chỗ nào? Nói chưa đúng. B biến chẳng. Sơn nói cô nghe tác động vào đâu? Cô chưa nói đến sơ đồ mà. Đừng gắn với sơ đồ đấy. Cô đang chỉ nói là ta sẽ tác động vào đâu của mạch khống chế. Ta tác động vào đâu? Tác động vào phần đặt phần chủ đạo. Đúng rồi, ta tác động rồi. Điện áp đặt hay điện áp chủ đạo? Vậy dù rằng sơ đồ nào chăng nữa nhá, cô muốn nhấn mạnh này, bất cứ sơ đồ nào chăng nữa, nhưng khi các em muốn khống chế tự động các quá trình liên quan đến điều chỉnh thông số đầu ra nói chung, ở đây là hệ điều chỉnh tốc độ hay hệ điều chỉnh nhiệt độ hay bất cứ một hệ điều chỉnh nào đó, thì muốn điều chỉnh cái thông số đầu ra mà tôi muốn thay đổi cái đó mà khống chế tự động, thì tiếp điểm của các cảm biến, cụ thể ở đây là khống chế tự động theo nguyên tắc hành trình, thì tiếp điểm của cảm biến hành trình sẽ phải được đưa về để khống chế tự động vào cái đại lượng đặt đầu vào của hệ thống đó, mà ở đây chính là điện áp đặt hay chính là điện áp chủ đạo, và ta chỉ cần xem xét thông qua chỗ đó thôi là cũng là đấy là đủ rồi. Thế còn em, các em nhớ lại mà xem có phải như ta đã làm đồ án môn học điều khiển logic ấy. Trong điều khiển logic chỉ đơn giản là đóng cắt thôi, chỉ đơn giản là xác định chiều quay thôi, nhưng cũng có phải là ví dụ bây giờ để đảo chiều chẳng hạn, thì đấy tín hiệu từ cảm biến hành trình các em đưa về, nhưng các em đưa về đấy là để chính là tương ứng với lại đưa vào đầu vào của PLC. Đầu vào của PLC để làm gì? Để tương ứng với lại thay đổi cái chiều tác động, cái chiều đi dòng khí của cái van đó của chúng ta, để đảo chiều cái xi lanh đấy của chúng ta, xác định theo cái chiều chúng ta mong muốn. Thì chúng ta phải xác định nguyên lý chung đã. Bây giờ vào sơ đồ thì chúng ta sẽ xem cụ thể là như thế nào. Thì nguồn chủ đạo chính là đây, trên biến trở thật và trên biến trở ngược. Đấy, đây chính là cô vẽ lại cái nguồn chủ đạo cho chúng ta, trên biến trở thật và trở ngược. Nhìn vào sơ đồ, bây giờ cô muốn hỏi đó là
chúng ta có chiều quay thuận và chiều quay ngược. Chính vì vậy cho nên chúng ta có u chủ đạo theo chiều quay thuận và u chủ đạo theo chiều quay ngược. Cụ thể ở đây đó là đây, nguồn âm sẽ được nối với biến trở thuận, nguồn dương sẽ được nối với biến trở ngược. Biến trở ngược là biến trở để điều chỉnh u chủ đạo trong hành trình ngược. Biến trở thuận là biến trở được điều chỉnh u chủ đạo trong hành trình thuận. Nhưng đầu tiên cô muốn hỏi với các em đó là làm sao để ta đưa điện áp chủ đạo nào vào để xác định chiều quay nào? Chứ ta không thể nào đồng thời đưa cả hai điện áp chủ đạo này vào được. Vậy làm sao để ta đưa điện áp chủ đạo nào vào để xác định chiều quay? Từng ví dụ theo chiều quay thuận sẽ phải là đưa nguồn âm đến và u chủ đạo thay đổi trên biến trở thuận. Nếu muốn quay ngược thì phải đưa nối với nguồn dương đưa đến và thay đổi u chủ đạo trên biến trở ngược. Vậy cô hỏi trong cái sơ đồ này, nhìn vào sơ đồ cho cô biết làm sao để đưa điện áp chủ đạo tương ứng vào xác để xác định chiều quay. Sơ đồ đấy rồi đấy. Nghĩa là cô muốn các em phải nhìn ra được có hai nguồn chủ đạo đấy. Nhưng bây giờ làm sao để mà chạy thuận hay làm sao để chạy ngược? Cô quay lại một cái sơ đồ này. Rồi, Tôn có trả lời là tiếp điểm T với N. Tiếp điểm T với N, Tôn đang nói đến đây là tiếp điểm thường kín hay tương hở? Tiếp điểm T với N, nhưng em đang nói đến vấn đề đấy là tiếp điểm thường hở. Vậy cho cô hỏi Tôn nữa là tại sao sử dụng tiếp điểm thường hở T với N này lại có thể xác định được chiều quay, xác định được giá trị vũ chủ đạo để xác định chiều quay? Vì sao nhỉ?